Nguyễn Lợi xin kính chào quý vị. Trong video này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về những mẫu giường nắn chỉnh tác động cuộc sống của chúng tôi. Và ở đây chúng ta có một mẫu giường tác động cuộc sống cao cấp. Và chiếc giường này nó sẽ có những tính năng gì, chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu. Về cái điểm đầu tiên của giường thì chúng ta sẽ thấy rằng là giường sẽ nâng hạ cái điều chỉnh độ cao hoàn toàn tự động bằng vít ông điện. Và đây, cái việc điều chỉnh nâng hạ độ cao của giường sẽ rất là dễ dàng và nó rất là thông minh. Và chúng ta có thể đứng ở bất kỳ một vị trí nào của giường để có thể nâng hạ và điều chỉnh độ cao thông qua những cái phần thanh ở phía dưới chân này. Chúng ta đạp xuống thì giường sẽ nâng lên, và chúng ta gạt chân lên thì giường sẽ hạ xuống. Và quý vị có thể thấy được cái độ nhạy của giường. Thì khi mà tôi nhả chân ra là giường đã tự động dừng lại. Và cái việc đạp này nó rất là nhẹ. Đây, chỉ cần dùng một ngón tay. Và cái điều này nó sẽ rất phù hợp cho các bác sĩ khi mà tác động bệnh nhân. Vì so với những cái mẫu giường bình thường, chúng ta điều chỉnh nâng hạ thông qua một phần bàn đạp chân cố định thì chúng ta chỉ có thể đứng ở vị trí đấy để điều chỉnh. Còn khi mà chúng ta tác động cuộc sống cho bệnh nhân và chúng ta cần điều chỉnh độ cao thì chúng ta có thể linh hoạt ở bất kỳ một vị trí nào để điều chỉnh sao cho nó phù hợp với tư thế của chúng ta nhất. Và về các cái tính năng tiếp theo của giường thì ở đây quý vị có thể nhìn thấy được, nhà sản xuất đã chia sẵn cho chúng ta về các cái phần tác động này để làm rõ chức năng của nó. Thì quý vị có thể nhìn là với những phần tay màu vàng thì nó sẽ dùng để điều chỉnh cái vị trí, các cái vị trí của giường. Đây, như ở đây là điều chỉnh phần chân này. Đây, chúng ta sẽ điều chỉnh được cao góc của phần chân này. Như thế điều phần vàng này để điều chỉnh độ cao thấp. Thì cái những cái phần tay màu vàng này nó sẽ sử dụng để điều chỉnh vị trí. Và cái phần thứ hai đó là những cái tay nắm tròn đen này thì nó sẽ dùng để tác động lực. Và quý vị nhìn thấy ở giường này chúng ta sẽ có 4 vị trí để tác động lực tương ứng với 4 cái phần tay nắm tròn đen này. Một ở phần thắt lưng này, phần hông, phần ngực và phần đầu. Và cái điều chỉnh thứ ba của giường đó là những phần ốc hoa mai này. Thì những phần ốc hoa mai này nó sẽ có tác dụng là để điều chỉnh cái sức nặng hoặc là dùng để cố định. Đây, khi mà tôi vặn chặt phần ốc hoa mai so với việc mà tôi mở phần ốc hoa mai ra này, thì phần lực nó đã thay đổi. Và nhờ cái việc mà nhà sản xuất đã chia rõ tính năng cũng như là hình dáng và màu sắc của những phần tay này thì các bác sĩ sẽ dễ dàng thuận tiện sử dụng trong quá trình điều trị cho bệnh nhân của mình. Còn một cái chức năng nữa của chiếc giường này đó là chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh giữa hai trạng thái cố định hoặc di động. Đây, thông qua ở đây chúng ta có một phần bàn đạp chân ở ngay phía đầu này, đầu giường này. Thì chúng ta đạp phần xuống thì phần bánh xe sẽ được hạ xuống. Và khi bánh xe hạ xuống chúng ta có thể di chuyển giường đến bất kỳ vị trí nào mà chúng ta mong muốn. Quý vị lưu ý khi mà chúng ta di chuyển giường, chúng ta nên rút phần dây điện ra để tránh cái bánh xe kẹt vào phần dây điện. Rồi chúng ta sẽ di chuyển giường đến bất kỳ vị trí nào. Và sau khi mà chúng ta đã đến được vị trí mong muốn thì chúng ta sẽ gạt phần để chân này lên. Và giường đã được cố định lại thì đây quý vị có thể nhìn. Một sàn là sàn gạch, nhưng khi mà tôi dùng cả lực của thân người đẩy thì giường vẫn rất là chắc chắn để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân của chúng ta. Và phần đệm của giường nó là phần đệm cứng. Đây quý vị có thể nhìn được. Và phần đệm cứng này nó sẽ có tác dụng là khi mà chúng ta tác động lực lên người của bệnh nhân thì nó sẽ làm giảm cái phần lực bị thất thoát ra ngoài so với cái đệm mềm. Và phần lực sẽ tác động nhiều lên người của bệnh nhân nhất, mà nó vẫn đảm bảo được cái độ êm ái cho bệnh nhân khi nằm trên chiếc giường này. Và một yếu tố nữa khi mà chúng ta sử dụng giường đó là về độ chắc chắn của giường để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân của chúng ta. Thì đây quý vị có thể nhìn được phần khung của giường được làm bằng thép hộp rất là dày. Quý vị có thể nghe được tiếng gõ.
phần khung rất là dày và có cái bộ khung rất là chắc chắn như thế này, nên là trọng lượng của giường lên đến 130 cân và trọng tải của giường có thể chịu được lực lên đến hơn 200 cân. Và để trải nghiệm kỹ hơn về tính năng cũng như là độ chắc chắn của chiếc giường này thì tôi sẽ nằm lên và mời một bạn kỹ thuật viên vào sử dụng để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn. Và vừa rồi là mẫu giường tác động cuộc sống bằng điện cao cấp của chúng tôi. Ngoài ra Huy Lộc còn rất nhiều các cái mẫu giường tác động cuộc sống, từ những mức cơ bản đến phân khúc tầm trung và cho đến những phân khúc cao cấp và siêu cao cấp. Thì nếu như quý vị có bất kỳ một nhu cầu nào về bất kỳ một sản phẩm hay một chiếc giường nào, xin mời gọi điện số hotline trên màn hình để cho các bạn chuyên viên tư vấn cho quý vị. Thiết bị y tế Huy Lợi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.